Trong không khí sôi động của trận đấu gia quân tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đã không giữ được lợi thế ban đầu và thua ngược một hai trước đội tuyển Trung Quốc trên sân Rajamangala. Với sự khởi đầu mạnh mẽ, Thái Lan đã mở tỷ số ở phút thứ 23 nhờ pha vô lê tuyệt vời của Sarak Yuen. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu khi u của Trung Quốc gỡ hòa chỉ sau 7 phút. Sang hiệp 2, mặc dù Thái Lan vẫn giữ được thế trận nhưng đã chịu tổn thất lớn do chấn thương của Chanathip một trong những trụ cột quan trọng. Trung Quốc đã nắm bắt cơ hội này, và ở phút thứ 72, Diệp Vương Phây đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan, trước khi tạt bóng cho Wang sang ghi bàn, ấn định tỷ số Trung cuộc 2-1. Huấn luyện viên Mano Poking của Thái Lan đã thừa nhận rằng đội bóng của ông đã mắc sai lầm ở cả hai bàn thua và cần phải điều chỉnh trước trận đấu tiếp theo với Singapore. Ông cũng bày tỏ sự lo lắng về việc không có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin và Pansa Hemibun do chấn thương. Dù vậy, Huấn luyện viên Paul King vẫn tỏ ra lạc quan và khẳng định rằng các cầu thủ còn lại của đội tuyển Thái Lan có đủ năng lực để đối đầu với Singapore trong trận đấu sắp tới. Trận thua này không chỉ là một bài học đắt giá cho Thái Lan mà còn là cơ hội để đội bóng này chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách tiếp theo trong hành trình đến World Cup 2026.